Xin chào các bạn, và bây giờ là tụi mình làm gì đây? Tụi mình làm cái gì đây? Lấy cái tay út lao nè. Tụi mình sẽ uống nước dưa hấu và ăn bánh. Nước dưa hấu hồi nãy mới xay. Con đi đâu hả? Con cột tóc lại cho đẹp nha con. Tóc gì đó mình lưng tà la. Xong rồi có bánh nè. Ngoại đâu rồi, kêu ngoại lên ngồi đi. Cô uống này. Đây, nước dưa hấu đây. Nước dưa hấu mới xay lúc nãy. Rồi uống uống ngày sao mấy đứa? Ben đang uống gì ạ? Nước gì ạ? Chua không? Uống nước gì? Dưa hấu uống này đúng không? Dưa hấu không? Ngon. Mày dễ uống không? Uống của anh Hai thử coi cái đó ngon không? Cho anh Hai cho nó miếng thử luôn nè. Cái nào ngon hơn? Cái nào? Là cái gì? Cái này là cái dưa hấu. Cái quân hai là cái xà chua. Chị nó là cái đắng vậy. Thử thử cái bì miếng coi. Có nào ngon hơn? Cái nào ngon? Em biết rồi. Cái nào ngon? Coi hai cái cũng ngon. Hai cái nào cũng ngon luôn hả? Uống này vô nấu nó dễ uống hơn, mát hơn. Rồi đây ăn bánh. Bánh à. Thế được không? Chấm vô nó ngon. Rồi bỏ ra, bỏ nó lớn hết à. Chấm nước rồi em, chấm dừa cũng có ngon lắm. Mát à, uống thì ngon rồi. Mát chưa? Giờ gió đi hỏi vô nghe mát chưa mấy đứa nha. Chưa mát nữa hả? Con nữa xong rồi nó rồi. Nè. Nghe gió hỏi nè. Gió hỏi. Cái gì con ngồi cũng đó là gió hỏi. Qua cho em hai cái bánh đi. Đứng tới, xanh chạy về. Con đâu rồi? Con bỏ này. Con ơi, con chưa về nè. Con chưa về nữa hết à? Con về nè. Con ơi, con chơi bạn. Con à, con lấy ra nữa rồi. Con à, chị con cùng mà chị con cái bánh của ai vậy? Không, cái bánh đang bán á. Chị con to á. Có gì chiêu mà sợ vậy? Sợ em ăn. Ăn mấy gói mà còn mấy lít nọ mà này bà bốn còn bốn chắc nghĩ ai chắc nghĩ mọi người uống hết như đi nó còn rất là bốn rồi. Ủa ăn hết chán rồi đi cũng đang. Ủa bên mình đi lấy hai chán còn ăn lớn à?
thêm cơm giỏ vào một chỗ nha, có dục dưới đất nè, lầm lên nè, nè đứa nào mới dục dưới đất đây. Bi nè, Bi lầm lên một cái, con lầm lên một cái cho Úc coi. Ăn xong rồi thả thùng lưng đúng không? Con đây lầm lên một cái lên cho Úc coi. Qua đây ngồi nè, 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 bánh xả ra, việc xả vỏ bánh nè. Cái vệ sinh môi trường chứ. Anh hai ở đó mà vệ sinh môi trường, tốt xả không? Không. Con để cho nãy nãy giờ luôn. Con tô hả ông chèo? Cái gì? Con tô hả? Hả? Con cho bánh nè. Ừ. Sao hả? Cho em ăn biết hả? Tại sao? Em có sao nó. Con ăn không nè. Tại sao? Chị là. Tại sao? Cái hàng đúng không? Nhưng mà nghe em. Nó làm gì? Trời ăn không? Cái nhỏ hả? Em quay quá trình quấy luôn. Có từ gì? Có dầu váy rồi. Cái váy hồng này, váy đỏ này, váy trắng này. Có dầu ở bên nhà bà ba con ít, em nặng nhất. Em bôi. Bôi. Có em bôi đồ. Bôi cái bôi à? Em để đó. Cho là ba còn hết ai giúp. Em biết không vậy? Em quy. Đúng rồi. Bởi vì em quy bị cá. Có việc thì sao không giúp quy? Được không? Đẩy ra nghiền quá. Em quy bây giờ đi. Cái răng đen quá sao đó còn nãy rồi. Ấy sao? Để ra phải cái thái độ đó không được. Ơ, em quên kìa. Thằng nghe cũng cái bánh. Thằng nghe luôn cái bánh vô, nước ít rồi. Trời ơi. Đi chơi kìa. Này, qua đây ngồi cho Út nè, qua đây ngồi ăn nè. Con thấy mình chứ còn, con thấy mình chứ còn 3 lít sữa. Ý, em ngửa hẻo cũng hết luôn rồi. Phải uống đi coi. Ngồi quá nổ cũng hết luôn. Đừng có uống nhanh. Không sao, còn một chai dưới nữa. Còn một chai dưới nữa. Trời, nãy con nói dịu làm chiêu này nè, nãy dịu mình đặt luôn. Đó. Ừ, tay ra. Lúc đi học võ đó làm vậy đó. Ai lê hắn năm nay học võ? Có không? Có không mày? Có. Chúng gom lại mình không bỏ. Thôi nãy mình nói gì thì ăn ăn cái cây á. Hả? Ăn gì đâu nói lại. Nói gì? Mình nói là chiều ăn trái cây á. Hai bà một củ lan ở dưới kìa. Thì Bi chạy xuống lấy cho Út cái củ lan lên đây Út bẻ ra. Bẻ bẻ làm bốn phần. Ba. Sao rồi ba? Dính có mấy người? 1, 2, 3, 4. Vậy sao bẻ làm ba phần? Con không ăn hả? Ăn. Bye bye nha các bạn. Bye bye đi, bye bye đi. Gọi bye bye chưa? Gọi bye bye ở đâu? Bye bye chưa? Bye bye. Ừ.